Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta kết thúc Tam Nhật Tĩnh Tâm. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu sau khi Ngài giảng dạy trong hội đường Nazareth, Ngài nói: Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Hôm nay không phải là hôm nay khác hôm qua hay hôm kia, hôm nay là giây phút này. Hôm nay đấy chính là tình thương của Thiên Chúa lúc này đây, con mắt chúng ta thấy quyền năng của Ngài, và quyền năng đó được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta mỗi ngày chúng ta thấy được thấy tình thương của Thiên Chúa. Hôm nay giây phút này, giây phút hiện tại này, Chúa đang ở với chúng ta. Và mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người chính là mầu nhiệm Thiên Chúa ở với chúng ta. Và cũng chính giây phút này đây, Chúa đang ở giữa chúng ta trong cử hành thánh thể này, và Chúa đang hiện diện giữa chúng ta đây. Xin người cho chúng ta khám phá và gặp gỡ Chúa, và đó chính là lẽ sống của tất cả chúng ta. Với tâm tình ấy, chúng ta bước vào thánh lễ ngày hôm nay và hợp ý với anh chị em chúng ta cầu cho ba linh hồn Giuse, Phêrô, Phêrô Maria, Anna Maria, Francisco, Paulo. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ xin cho giấy tờ nhà được mọi sự tốt đẹp. Cầu cho linh hồn Giuse Đa Minh mới qua đời, lễ dỗ linh hồn Dominico Nguyễn Ngọc Sang. Xin ơn bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Vicente và các linh hồn gia tiên. Lê Dô Marie, giáo sư Thăng Long, cầu cho các hội viên hoạt động và tán trợ được bình an. Cầu cho các linh hồn Gioan, Francisco, Anna, Giuse, Maria, Madame Dung Maria, Thuyết Mai và ông bà tổ tiên theo ý người xin nữa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn cho chúng con. Để tới ngày con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bời trời do chính người thiết đãi. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu. Thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn bộ mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người đã phán, ngày đó người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người,
và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này. Đó là lời Chúa. Chúa chân dắt tôi nên tôi không thiếu gì. Người cho tôi nằm trong đồng cỏ xanh tươi. Người đưa tôi nghỉ ngơi nơi bờ suối nước. Người bổ dưỡng linh hồn. Người dắt tôi đi trên đường ngay thẳng, vì thánh danh của người. Dầu tôi tiến bước trong thung lũng tối tăm, tôi không sợ rủi ro gì, vì có Chúa ở cùng tôi. Gầy trường Chúa cho tôi yên lòng. Chúa dọn bàn tiệc đại tôi trước mắt quân thù của tôi. Chúa sức dầu trên đầu tôi, trên rượu tôi đầy tràn. Ơn phước theo đuổi tôi trót mọi ngày trong đời tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày Sa-bát người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ, thuyên chữa như tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho bè kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Và mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời người thốt ra. Đó là lời Chúa. Anh chị em, chúng ta nhớ lại cái đoạn kinh thánh, một cái đoạn kinh thánh kể về việc Chúa Giêsu sinh ra. Lúc bấy giờ các mục đồng đang ở ngoài đồng để chăm sóc đoàn vật, tức là chăn chiên. Đêm họ phải, anh chị em biết là người Do Thái gia đình nào cũng có chiên hết. Họ lùa chiên ra ngoài đồng, mà họ không có đi lùa về nhà hàng ngày đâu. Lùa ra ngoài đó xong rồi chiên nhà nào nhà ấy trông nom, rồi đến đêm đó họ tất cả họ gom tất cả chiên của các nhà vào một chỗ, rồi họ chia phiên nhau canh chừng.
Thì cái câu chuyện này là các mục đồng nó đang ở ngoài đồng, nó canh giữ đoàn chiên vì họ không có lùa về nhà, mất công lắm, xa mà cái đồng cỏ nó xa xa, bây giờ lùa về thì mất thì giờ, cho nên họ cứ để ngoài đồng như vậy, rồi họ chia phiên nhau canh giữ. Và khi họ đang canh giữ như vậy thì chúng ta nhớ câu chuyện khi Chúa Giêsu sinh ra thì thiên thần hiện ra nói thế này: đây ta báo cho các ngươi một tin vui, hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi, và không chỉ cho các ngươi và cho toàn dân. Chúng ta để ý, thiên thần nói hôm nay chính là cái giây phút Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người sinh ra, thì thiên thần nói hôm nay. Thiên thần nói hôm nay. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng, không phải là thiên thần nói nữa, mà Chúa nói hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Hai cái hôm nay nó khác nhau lắm. Cái hôm nay là một người đi báo tin. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng đến với chúng ta, có một người nói này này hôm nay Đức Giáo Hoàng đến, thì cái người đó là báo tin, báo tin cho chúng ta. Còn bây giờ chính miệng Đức Giáo Hoàng khi đến, Đức Giáo Hoàng hôm nay tôi đến đây. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chính Chúa mở miệng nói hôm nay, chứ không phải qua trung gian nữa, không qua trung gian ai nữa, hôm nay, chính hôm nay. Mà làm sao Chúa nói hôm nay? Ngài đọc thế này: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng, chứ cứu lành, giải thoát cho kẻ bị áp bức, rồi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, vân vân, cứu những người nghèo, cứu mọi người. Thì anh chị em chú ý một cái chi tiết này, là trong đoạn sách tiên tri Isaiah Chúa Giêsu đọc, thì Chúa Giêsu đọc Ngài nói các việc mà tiên tri Isaiah đã nói trước. Thì hôm nay những gì mà tiên tri Isaiah nói về vấn đề là rao giảng tin mừng cho người nghèo, chữa lành những tâm hồn thám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho một người mù trông thấy, trả tự do cho kẻ y áp ức, công bố năm hồng ân, vân vân vân. Thì những cái sự kiện đó hôm nay ứng nghiệm vào chính Chúa. Anh chị em, tôi cắt nghĩa cái điều đó khởi đầu để muốn thưa anh chị em này, toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu, cho kẻ chết sống lại, người mù được thấy, kẻ què đi được, người điếc nghe được, người phong hủi được khỏi. Thầy chúng ta mà hiểu rằng như là một ông thầy thuốc, như là một bác sĩ chữa lành, sai, sai. Toàn bộ những việc đó làm để chứng minh hôm nay Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng cứu thế. Vì thế qua trung gian cái ông thiên thần, ông muốn nói cho cái mục đồng đó, hôm nay đấng cứu thế, hôm nay Đức Kitô đến, thì ông mới giới chung, ông chỉ giới thiệu thôi. Nhưng mà bây giờ cái đấng nó làm như thế nào đó, hôm nay cái miệng của Chúa nói, chính Chúa nói cái điều mà thiên thần giới thiệu trung gian trước đó, thì hôm nay điều này ứng nghiệm nơi này. Chúa Giêsu không đơn thuần hiểu là một ông lang chữa bệnh hay cứu người, như chúng ta thấy bao nhiêu người cứu người, như bao nhiêu vĩ nhân. Nhưng tất cả những việc Ngài làm, Ngài phải làm để biểu lộ Ngài là đấng cứu thế. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Cắt nghĩa thì em nói tiếp, ai hiểu cho tay em xem nào. Quan trọng, quan trọng, quan trọng. Vậy toàn bộ việc Chúa làm để chứng minh hôm nay Ngài là đấng cứu thế của chúng ta. Anh chị em rất thân mến, nếu chúng ta hiểu như thế, hôm nay chính là giây phút Chúa hiện diện giữa chúng ta, và chính Chúa, chỉ có mình Chúa, qua các việc Ngài làm để cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa là đấng cứu thế. Thì tôi xin thưa anh chị em lại cái bài giảng ngày thứ nhất đó, trong 3 ngày tĩnh tâm đó. Anh chị em nhớ chúng ta nói là lễ Giáng sinh, đúng nhưng mà thiếu nhiều lắm. Mà tên đầu tiên của cái lễ này, anh chị em nhớ, trại giáo đắt nghĩa, tên đầu tiên của lễ này là lễ gì? Lễ Emmanuel. Tên đầu tiên là lễ Emmanuel. Tên đầu tiên giáo hội gọi là lễ Emmanuel. Emmanuel nghĩa là gì? Là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lễ này không ai thấy Thiên Chúa hết, không ai thể thích. Làm sao chúng ta có thể thấy Thiên Chúa được? Thì Thiên Chúa tìm cách cho chúng ta thấy người bằng cách cho chúng ta con của Ngài đến. Và khuôn mặt của Chúa Giêsu chính là tên của Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thế Thiên Chúa ở cùng chúng ta, các bác có nghe nói bây giờ ở ngoài xã hội đó, chúng ta thì gọi là lễ Giáng sinh, chúng ta nói là đúng rồi đó, nhưng mà chỉ là một phần thôi. Nhưng mà các bác ở ngoài, người không có đạo, người ta gọi lễ này lễ gì các bác biết không?
lễ Noel, Noel. Chính quyền họ cũng sẽ đến thăm tôi, đến chúc mừng Noel linh mục. Noel là cái gì các bác biết không? No đâu mà no. Emmanuel. Mà nếu đọc, bây đọc dài ấy, người ngoài ta đọc lễ Emmanuel, lễ đọc, người ta gọi như thế thì chẳng khác là người ta tuyên xưng đức tin như mình. Nếu mà đọc là lễ Emmanuel thì giống mình rồi. Mà bây giờ họ đọc cái đuôi, cái lấy cái đuôi thì thay vì Emmanuel thì họ thay vì họ gọi là lễ Noel, họ đọc là Noel. Noel là đọc trại của cái đuôi Emmanuel. Vậy Noel là nói tắt của cái chữ Emmanuel. Các bác hiểu em cắt nghĩa không? Hiểu cho tay xem nào. Vì thế ta nói thế này nhé, chúng ta cứ gọi là Giáng sinh, Giáng sinh. Người nước ngoài đó, nước ngoài tức là người không có đạo đó, họ tuyên xưng đức tin đó, họ tuyên xưng đức tin Emmanuel đó. Mà thay vì họ Noel, Noel thì đọc khó đọc, họ Noel. Noel là Emmanuel. Nếu như thế, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel và toàn thể nhân loại, họ gọi là Noel, là Noel đó. Họ đang tuyên xưng Thiên Chúa ở giữa họ, dù họ không minh nhiên tin vào Chúa, không minh nhiên, nhưng mà họ đang nói cái điều đó. Họ nói một cách vô hình chung, họ tuyên xưng đức tin. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và chúng ta đó là ở với họ nữa. Vì vậy, anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa ở với chúng ta, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì Ngài làm cho chúng ta tìm cách này hay cách khác để cho chúng ta thấy Ngài, để chúng ta thấy được. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta mà tìm cho chúng ta thấy Ngài, cách này cách khác thiếu Ngài. Thế thì dịp Giáng sinh chúng ta sẽ thấy Ngài ở bốn khía cạnh sau đây. Khía cạnh thứ nhất là Giáng sinh. Đây là một phần thế đó. Giáng sinh tức là khi mà Chúa Giêsu sinh ra thì thiên thần chỉ dẫn cho các mục đồng biết làm sao biết đấng cứu thế. Đây ta chỉ cho các ngươi, đây dấu hiệu các ngươi sẽ biết Ngài sinh ra là một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải đặt nằm trong máng cỏ. Các ngươi thấy hài nhi bọc trong khăn vải đặt nằm trong máng cỏ mới là đấng cứu thế. Còn nếu một hài nhi nằm trong nhung lụa hay trong cung điện, không phải, không phải. Vì thế chúng ta mới thấy hang đá Bethlehem, đó là dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và cái điều này Thiên Chúa đã trở nên rất nghèo nàn qua cái khuôn mặt của một hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Thì cái điều này chúng ta thấy Chúa Giêsu rồi, nhưng nó sẽ đi xa hơn. Hôm nay tôi nói anh chị em ngay đầu là hôm nay ứng nghiệm. Đứng điều thứ nhất là gì? Anh chị em vì thế chúng ta mới thấy rằng là khi Chúa mới sinh ra thì em bé mọc trong khăn vải đặt nằm trong máng cỏ, nghèo quá trời là nghèo vậy. Thế thì đến lúc mà khi Chúa đến với chúng ta cuối cùng đó, phán xét đó, thì Chúa sẽ nói câu này: ngày xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống. Nghĩa là hôm nay toàn bộ ta là Chúa Giêsu, đều là những người nghèo và đau khổ. Nên cái hôm nay đó, anh chị em đừng nghĩ là chúng ta đi mừng lễ Giáng sinh là cái ngày xưa đâu, mà hôm nay này Chúa đang hiện diện nơi con người nghèo khó như em bé dạng Giêsu thời xưa. Nên đến lúc ngày phán xét, Chúa mới nói xưa ta. Chúng ta không thấy hôm nay chung quanh chúng ta những người là khuôn mặt của Chúa. Và thưa anh chị em, đừng có hiểu người nghèo nhau, anh chị em đừng có hiểu người nghèo. Người nghèo là nghèo về vật chất đó. Nhưng người nghèo mà hôm nay Chúa đang bộc lộ bị lột tất cả nghèo khó, anh chị em biết không? Lột cái phẩm giá. Tôi xin thưa anh chị em, cái điều này chúng ta phải xem lại. Cái hôm nay này là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là đối với người nghèo khó đói ăn, đói của ăn để chúng ta cho họ cái gì đó là cho Chúa, là tốt rồi. Nhưng mà cái cho Chúa nó lớn hơn nữa, và cái phẩm giá, anh chị em biết không, là cái phẩm giá của họ. Tôi nói ví dụ nha, là hai vợ chồng bây giờ đang xung đột. Cái xung đột đó là cái gì? Nhiều khi chúng ta, nếu chúng ta tôn trọng cái phẩm giá của chồng, của vợ ta đó,
chúng ta sẽ không chấn lột phẩm giá của họ bằng mọi giá hạ họ xuống. Nhưng chúng ta có thể cho vật chất, nhưng chúng ta lột sạch họ về cái phẩm giá của họ. Và nhiều khi chúng ta loại trừ họ nữa luôn, lột sạch tất cả những gì phẩm giá của họ, đến độ họ về vấn đề của cải vật chất họ không thiếu, nhưng họ lại bị chấn lột bởi cái phẩm giá mà chúng ta hạ phẩm giá của họ lên. Chúng ta không thấy khuôn mặt của Chúa. Và đây là một vấn đề rất thời sự trong chúng ta thời nay. Hôm nay chúng ta phải xem lại, đừng tìm đấy mừng Chúa Giáng sinh thời xưa nhưng mà cái hôm nay đang hiện diện nơi chúng ta. Vì thế tôn trọng phẩm giá của con người trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử nó khác lắm. Anh chị em thử nhìn xem, nhiều khi người ta như vậy đó, nhìn bằng một ánh mắt dè bỉu, khinh miệt, lột sạch tất cả những phẩm giá của người ta, không còn gì nữa. Một câu nói tôi nói anh chị em, thật sự anh chị em, chính bản thân tôi cũng vậy, nhưng mà lắm lúc phải cố gắng lắm. Nhiều khi có những câu nói nó đay nghiến, mà người ta cứ nghĩ đi nghĩ lại cái câu nói đó, nó đay nghiến họ, và họ chết dần chết mòn vì sự những câu nói đay nghiến ấy. Chúng ta lột họ không còn gì hết, nhưng chúng ta không thấy hôm nay Chúa đang hiện diện nơi họ. Đó là khuôn mặt thứ nhất. Khuôn mặt thứ hai là Chúa là đấng đến mà tỏ mình ra. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là khi Chúa tỏ mình ra cho ba vị đạo sĩ, chúng ta gọi là hiển linh, nhưng mà thực chất ra đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta đấy anh chị em. Nên anh chị em đừng có tách rời lấy Giáng sinh và lấy hiển linh. Hai mặt đó, mặt thứ hai đấy đó. Mặt thứ nhất là em bé, mặt thứ hai là gì? Là ba vị đạo sĩ đi đến viếng Chúa hay sao? Anh chị em đừng nghĩ là lúc bấy giờ là ba vị đạo sĩ đến Chúa thì Chúa còn trong hang đá. Sai đấy nghe anh chị em, xem sai đấy nghe. Đây này anh chị em nghe này, lúc mà thiên thần, lúc mà Đức Mẹ ông Thánh Giuse sinh Chúa thì là không có chỗ nào, cho là hang đá đi. Nhưng lúc bấy giờ thì Chúa sinh ra thì ngôi sao xuất hiện ở Đông Phương. Đông Phương là đâu? Đông Phương theo Kinh Thánh là ở Iran, Iraq bây giờ đó. Mà Iran, Iraq bây giờ đó là xa lắm. Mà đi đến chỗ Bethlehem đó là đi cả ngàn cây số, chứ không có phải đi gần đâu. Máy bay thì không có, mà phương tiện đi lúc bây giờ mà nhà giàu đó, cả đạo sĩ đó, những nhà hiền sĩ đó, có phương tiện đi nhanh đó là đi ngựa hay lạc đà, ít nhất phải là 3 tháng vừa đi vừa nghỉ. Trời ơi, 3 tháng ông Thánh Giuse với Đức Mẹ sinh Chúa ở hang đá mà cứ ở trong đó mà chờ mấy cái ông đạo sĩ đến có mà chết toi. Vì thế ông Thánh Matthew ông mới nói cái câu này là khi ba vị đạo sĩ đi đến Jerusalem để tìm Chúa thì mất dấu cái ngôi sao vào trong, mới gặp cái ông vua Herode hỏi vua người Do Thái ở đâu. Cái ông vua Herode ông bảo chấm chả hiểu, chấm đang làm vua mà ông vua con nào mà sinh ra. Thế ông mới hỏi mấy cái vị gọi là thạo về Kinh Thánh này, nghe nói vua là người Do Thái. Thế mấy kia vị ông nói này, nghe sách nói rằng tại Bethlehem xứ Judea, vì tại nơi đó sẽ có vị chăn dắt Israel xuất hiện. Thế là ông Herode ông bảo này, tớ không biết đâu nhá. Bây giờ mấy cái ông nhà cứ gọi là dạo thạo sách vở này bảo là ở tại Bethlehem, vậy thì sợ tớ khai sai ba vị đi, nếu mà điều tra đúng vậy quay trở về thì báo cho chấm. Nhưng mà anh chị em biết là khi ba vị bắt đầu lên đường đó thấy Chúa hài đồng đó, đúng quay trở về Herode biết cái cho một dao là Chúa chết toi luôn đó. Thì khi ấy không phải, anh chị em để ông Thánh Matthew nói này, ngôi sao xuất hiện và dẫn ba vị đạo sĩ đến chỗ hài nhi ở. Ở chỗ nào? Ở cái chỗ hài nhi ở. Anh chị em hiểu là ở là ở, ở cái chỗ hang đá là sai. Ba vị đi tìm Chúa, họ đâu có biết là Chúa sinh ra hang đá đâu. Họ chỉ đi tìm thôi à. Họ đi tìm thôi, thì ở Bethlehem. Nhưng mà có phải ở hang đá không? Chưa chắc. Nên ông Thánh Matthew nói rằng là ngôi sao xuất hiện và dẫn ba vị đạo sĩ đến chỗ hài nhi ở. Em nói ví dụ về cho dễ hiểu nhá. Em là cha xứ Thăng Long. Bây giờ các bác đi tìm cha xứ Thăng Long thì có khi thì em ở nhà thờ. Ngày mai thứ năm em đi dạy học thì đến chỗ em dạy học thì đi tìm cha xứ Thăng Long. Thì cha xứ Thăng Long ở đâu thì em cần tìm, em tìm thôi.
Nên tìm hài nhi Giê-xu thì chỗ nào hài nhi thì là gặp Chúa. Nên chỗ chỗ nào, chỗ ở chỗ nào thì là em tìm được là được thôi. Đâu có nhất thiết là phải chỗ hang đá. Bây giờ chúng ta làm Giáng sinh chúng cho ráo hết đi cả. Làm mục đồng ba vị đạo sĩ cho hết vào một chỗ luôn. Đã trật lất à. Thôi thì cho vào cho nó vui vẻ. Nhưng mà hai thời điểm khác nhau, hai lúc khác nhau. Đâu có cùng lúc mấy ông đạo sĩ với mấy mục tử đến cùng một lúc đâu. Nhưng cái vấn đề được đặt ra là gì? Là bây giờ Chúa dẫn dắt những người ngoại đến gặp gỡ Chúa. Và bài học hôm nay anh chị em nghe này, hôm nay này, nhiều người ngoại lắm 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 cơ. Họ chưa có trở thành con cái Chúa, nhưng họ đến họ cầu nguyện với Đức Mẹ, và họ đến họ cầu nguyện với Chúa. Mà họ sốt sắng lắm, rất rất sốt sắng. Mặc dù chưa phải là con cái Chúa, nhưng mà họ đi lễ, họ cầu nguyện sốt sắng nữa. Còn quân nhà mình thì con cái Chúa đi vào trong nhà thờ thì xác ở đây, mà linh hồn nó ở siêu thị. Linh hồn nó ở cái chỗ này, nó ở cái chỗ kia. Chúng ta đi lang thang cùng hết tất cả, mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta không gặp Chúa. Người ngoại gặp gỡ Chúa. Vì thế hôm nay chúng ta cũng phải đọc lại, chúng ta có phải là người ngoại hay chúng ta là con cái Chúa. Và bài học thứ hai này, bài đọc thứ ba là hôm nay anh chị em biết cái câu chuyện gì không? Lễ Giáng sinh là Chúa tỏ mình ra, tức là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là cái câu chuyện Chúa và Đức Mẹ với các thánh tông đồ đi ăn đám cưới ở Cana. Anh chị em biết ông Thánh Gioan nói tại Cana lúc bấy giờ đám cưới hết rượu, mà không biết cách nào mà Đức Mẹ được thông tin. Đức Mẹ cũng đi ăn tiệc thôi, mà làm sao biết cách nào, ai nói Đức Mẹ? Đức Mẹ mới nói nhỏ nhỏ với Chúa: này, họ hết rượu rồi con, họ hết rượu rồi. Anh chị em biết Chúa nói sao? Ôi, việc gì với bà mà có ăn chi đâu. Xong mẹ hay ghê đó, đi mua việc ghê đó, việc của người ta mà sao mẹ lại lo vậy. Đức Mẹ nghe nói: tôi với việc có việc chi đâu mà sao mẹ lại lo. Nhưng mà nói là nói như vậy nghe không, chứ không phải là Chúa nói là dỗi, Đức Mẹ là dỗi đâu nha. Đức Mẹ nghe nói vậy xong cái Đức Mẹ nói mấy người giúp việc: này 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 nhá, hễ người bảo gì thì cứ làm như vậy. Nếu mà Chúa nói có việc gì với mẹ với con đâu mà giờ con chưa đến, thì Đức Mẹ dỗi luôn: thôi thôi, nói với con mà con không nói thôi, ta im luôn cho nó xong tội. Thế mà Đức Mẹ nghe vậy, Đức Mẹ mới nói về hễ người bảo gì thì làm ngay. Mà anh chị em biết ở đó có 6 chum đá, mỗi một chum đá đựng hoặc là 2, 3, 4 thùng nước. Mỗi một chum trung bình khoảng chừng 80 cho đến 120 lít nước. Rượu á, không có ai đựng vào cái chum mà 120 lít để mà tắm mà. Rượu thì đựng vào cái bình nó chừng 4-5 lít, chứ còn cái chum làm sao mà đựng được. Cái chum đó là chum đựng dùng để thanh tẩy, tức là để rửa chân. Nói thế để cho dễ hiểu này, anh chị em đi ở với miền Tây đó, mà ở cái vùng đồng, gọi là vùng quê nông thôn á, anh chị em thấy những cái nhà người ta ở trước cửa nhà nó có những cái chum đựng nước mưa, xong rồi chúng ta múc cái nước đó chúng ta rửa chân hay rửa mặt á, thì cái chum đó thì người Do Thái để trước cửa nhà, gọi là cái chum đó để thanh tẩy. Các bác hiểu em, các anh em ai hiểu cho tay xem nào. Cái chum này không phải là chum để đựng rượu, mà chum để thanh tẩy, để rửa ráy. Chú bảo đổ đầy nước vào trong đó, đổ đầy nước vào trong đó. Mà anh chị em xem, Đức Mẹ nói với lại các thánh, với mấy cái người giúp việc, người ta bảo gì làm ngay, cứ đi làm vậy. Thế bây giờ đến lúc xong cái, vừa đổ xong cái, chú bảo múc 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 cho cái người quản tiệc uống thử. Lại Chúa tôi ơi, lại múc uống cái nước lã nó thì chết toi. Thế cái anh chủ tiệc anh mới uống, anh bảo anh ấy uống anh đâu có say đâu. Anh bảo ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách đã ngà 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 ngà, các bác biết là gì, xỉn xỉn đấy. Khi đã xỉn xỉn rồi thì mới đem rượu xoàng hơn, còn ông lại giữ rượu ngon cho đến giờ này. Nói tóm lại là lúc bấy giờ cái ông quản tiệc, cái ông là quản lý đó, ông tỉnh, ông uống cái rượu mà nhà đám đãi khách dở òm, không ngon bằng rượu của Chúa.
Và anh chị em biết câu chuyện của Thánh Gioan kết thúc là cái gì? Các môn đệ thấy và tin vào người. Anh chị em rất thân mến, Chúa đã làm một phép lạ vĩ đại là biến nước thành rượu. Hôm nay đây, phép lạ xảy ra hàng ngày còn vĩ đại hơn nhiều. Các bác biết chuyện gì xảy ra không? Mình và máu Thánh Chúa, hôm nay Chúa biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa hàng ngày để chúng ta thưởng thức bánh bây giờ không phải bánh thường nữa mà bánh bởi trời. Hay chưa? Mỗi ngày, hàng ngày, hôm nay chúng ta đều được thưởng thức không phải là rượu bình thường mà rượu bởi trời, bánh bởi trời. Và phép lạ xảy ra hôm nay để cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy anh chị em, chúng ta không có đi lễ. Tôi xin anh chị em rằng đừng bao giờ chúng ta nói là bây giờ má ba con đi lễ. Đi lễ thì cũng như lễ chùa vậy, đi lễ nhà thờ, lễ chùa vậy. Không, chúng ta đến nhà thờ để chúng ta dự tiệc thánh. Và giáo hội gọi thánh lễ là tiệc thánh. Nơi đây, lúc này đây, hôm nay đây, giây phút này, Chúa cho chúng ta thưởng thức bánh bởi trời là mình máu Chúa, thưởng thức rượu ngon là chính mình và máu người này. Và vì thế chúng ta mỗi lần đi tham dự thánh lễ, anh chị em chúng ta khao khát hôm nay để được đón nhận phép lạ của Chúa, và mắt chúng ta sẽ thấy quyền năng của Thiên Chúa. Và thứ tư, khi Chúa Giêsu tỏ ra Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, anh chị em biết lúc nào không? Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bao nhiêu người tội lỗi đến với ông Gioan chịu phép rửa. Chịu phép rửa là sao? Chịu phép rửa là thế này. Chúng ta gọi là phép rửa, nhưng mà đúng từ nó là baptizai, tức là dìm xuống. Là ở bên đất nước Do Thái, những cái ông thầy ta gọi là thầy đạo đức á, thì người ta đi đến với ông thầy đó, người ta thú tận tội lỗi, rồi xong ông mới dẫn cái đến dòng sông Jordan, ông trầm cái người đó xuống. Thì ông Gioan là một trong vị đạo đức. Những người tội lỗi đến với ông mới trong kể, ông ta gọi giống tư vấn đi. Xong rồi ông bảo thôi rồi, thống hối rồi, ông dẫn xuống dưới dòng sông Jordan. Thì xuống dòng sông Jordan, ông đưa người ta xuống dòng sông, ông mới dìm người ta xuống cái để thanh tẩy. Thì Chúa Giêsu đến nói ông Gioan dìm. Ông Gioan: không, không được, ngài là đứa vô tội làm sao mà dìm được. Chúa Giêsu nói: không, người cứ làm điều đó, bởi vì đó là ý của Chúa Cha. Thì lúc một điều rất là lạ lùng là bao nhiêu người tội lỗi xuống ông Gioan, ông dìm xuống dưới dòng sông cái đi lên thì bình thường. Nhưng một mình Chúa Giêsu khi vừa mới bước từ dòng sông lên thì trời mở ra và thánh thần như chim bồ câu ngự xuống trên người. Và chúng ta chú ý, và có một tiếng nói từ trời quan trọng lắm: đây là con chí ái của ta, con đẹp lòng ta. Không có một người nào mà được tiếng từ trời nói, chim bồ câu xuống là Chúa Thánh Thần, mà chỉ có mình Chúa Cha thôi. Bây giờ anh chị em để ý sang đến cái câu này là quan trọng này. Chính từ trời nói: đây là con chí ái của ta, con đẹp lòng ta. Chúa Giêsu bây giờ được tiếng từ trời xác minh ngài là con của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là Thiên Chúa làm người, Emmanuel là Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì Chúa Cha nói đây, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đây là con chí ái của ta. Nói cách khác, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, được giới thiệu ba phong cách khác nhau. Phong cách thứ nhất là các thiên thần nói cho các mục đồng. Phong cách thứ hai, Chúa Giêsu khẳng định về mình. Và phong cách thứ ba được xác minh bằng tiếng bầu trời là Chúa Cha. Các bác hiểu không? Các nghĩ không? Ai hiểu giơ tay xem nào. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và điều này cho chúng ta kết thúc tam nhật tĩnh tâm thế này. Hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta đây, giây phút này đây. Nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, thì giờ hôm nay tất cả chúng ta qua bí tích thánh tẩy, chúng ta sẽ trở thành con cái Chúa ở giữa nhân loại. Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở cùng toàn thể nhân loại, thì giờ phút này chúng ta là những người con cái Chúa ở giữa mọi người. Để khi mọi người nhìn thấy chúng ta, họ trông thấy khuôn mặt của Thiên Chúa,
Và đó chính là điều chúng ta mừng đại lễ Thiên Chúa Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, mà điều đó đã áp dụng cho chính chúng ta. Hôm nay chúng ta hạnh phúc sống ở giữa đời để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Để chúng ta kết thúc thánh lễ, chuẩn bị thánh lễ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá của Ngài và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây Đức Xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Rachel.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho thần lương này tẩy trừ mọi vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị lòng chúng con đón mừng mầu nhiệm Chúa Giáng sinh sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, hôm nay là thứ tư, ngày mốt là thứ sáu, mùng 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhà thờ chúng ta có hai lễ, lễ sáng vào lúc 5 giờ và lễ chiều lúc 5 giờ rưỡi. Anh chị em chúng ta sắp xếp để đi lễ mừng.